Kính thưa quý vị, lễ diễn hành đồng tính lớn nhất thế giới được tổ chức tại Sao Paulo, tin từ Brazil. Và hôm Chủ nhật vừa qua, buổi lễ diễn hành dành cho người đồng tính lớn nhất trên thế giới đã được diễn ra tại Sao Paulo, Brazil, với sự tham dự của hàng trăm ngàn người ủng hộ. Vào năm 2006, buổi lễ này đã từng đạt kỷ lục Guinness dành cho lễ diễn hành đồng tính lớn nhất trên thế giới. Lễ diễn hành đồng tính đầu tiên của Sao Paulo đã được tổ chức vào năm 1997 với chỉ khoảng 2.000 người tham dự. Giờ đây, sau 18 năm được tổ chức đều đặn, buổi lễ này đã trở thành một trong những sự kiện có quy mô lớn nhất toàn cầu. Năm nay, lễ diễn hành đã được tổ chức với mục tiêu ủng hộ hình sự hóa các hành vi thù ghét người đồng tính. Bên cạnh đó, các nhà tổ chức còn kêu gọi việc thông qua một dự luật giới tính ở Brazil cho phép người dân thay đổi giới tính một cách hợp pháp mà không cần phải trải qua phẫu thuật hoặc yêu cầu sự chấp thuận từ thẩm phán. Lễ diễn hành đồng tính của Sao Paulo hiện đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ chính phủ liên bang và cả chính quyền tại địa phương. Năm nay, cả thị trưởng thành phố và thống đốc tiểu bang đều có mặt để tham dự sự kiện. Buổi lễ diễn hành của năm nay đã đem về hơn 1.4 triệu Mỹ Kim cho thành phố Sao Paulo. Ở Brazil, quốc gia được xem là có lượng người theo đạo Công giáo lớn nhất trên thế giới, người ta vẫn đang cố gắng ủng hộ các quyền hợp pháp để bảo vệ cộng đồng người đồng tính. Hồi năm ngoái, Brazil đã đạt được bước tiến lớn để hợp pháp hóa quyền hôn nhân đồng tính. Mặc dù Quốc hội đã từ chối thông qua một dự luật hôn nhân đồng tính, thế nhưng Hội đồng Giám sát Hệ thống Tư pháp của Brazil vẫn không thể phủ nhận giấy phép kết hôn của những người có cùng giới tính. Theo các tổ chức ủng hộ đồng tính tại Brazil cho biết, phần thắng trong cuộc chiến pháp lý này hiện đang nghiêng dần về phía họ. Năm nay, lễ diễn hành đồng tính của Sao Paulo đã được tổ chức sớm hơn một tháng để tránh bị trùng với World Cup năm 2014, một sự kiện bóng đá toàn cầu sắp được khởi tranh tại Brazil vào tháng 6.